Hướng Dương Ngược Nắng là bộ phim đang làm mưa làm gió trên sóng giờ vàng của VTV. Ngoài dàn diễn viên đình đám được đông đảo khán giả nhớ mặt đặt tên như nghệ sĩ ưu tú Đức Trung, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, Vân Dung, bộ phim còn có sự góp mặt của những ngôi sao trẻ Việt Anh, Hồng Đăng, Hồng Diễm Lương, Thu Trang, Doãn Quốc Đam với diễn xuất không thể đùa được. Cuộc sống đời thường của các diễn viên cũng dành sự quan tâm không nhỏ từ phía khán giả. Và hôm nay chúng ta cùng xem cuộc sống ngoài đời của hai bà mẹ đơn thân xinh đẹp trong Hướng Dương Ngược Nắng. Một, Thùy Dương. Tập 60 Hướng Dương Ngược Nắng, tối ngày 28 tháng 4 có sự xuất hiện của nhân vật mới, đó là vợ Việt Anh mẹ bé Cami. Người đóng vai này không ai khác là diễn viên Thùy Dương. Trước khi chính thức lộ diện trong Hướng Dương Ngược Nắng, Thùy Dương chưa hề chia sẻ bất cứ thông tin gì về vai diễn bí mật này của cô, ngoại trừ bức ảnh chụp hậu trường cùng Việt Anh trong bối cảnh phim. Trước khi kết đôi với Việt Anh trong phim này, Thùy Dương và nam diễn viên cũng từng vào vai một cặp đôi có quan hệ tình cảm phức tạp trong phim Mê Cung. Với khán giả truyền hình, Thùy Dương là gương mặt không mấy xa lạ. Cô từng đóng khá nhiều phim như Hoa Nở Trái Mùa, Người Phán Xử. Thùy Dương sinh năm 1988, hiện đang công tác tại nhà hát kịch Hà Nội cùng nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, Hồng Đăng, Mạnh Hưng, đều là các diễn viên góp mặt trong Hướng Dương Ngược Nắng. 19 tuổi, ly hôn năm 21 tuổi, lúc con gái mới hơn 1 tuổi, Thùy Dương đã trải qua chuỗi ngày làm mẹ đơn thân đầy gian nan khi phải chống chọi với sự túng thiếu và đau bệnh. Để có tiền nuôi con, Thùy Dương có lúc phải bán tư trang, làm make up hay vác bụng bầu đi hát phòng trà. Tuy nhiên, cô vốn thuộc tuýp người làm việc luôn có kế hoạch và may mắn có gia đình hỗ trợ, động viên nên Thùy Dương đã có thể vừa chăm sóc con mà vẫn hoàn thành việc học. Thùy Dương hiện sống cùng con gái Coca, tên thật Gia Linh tại một căn hộ xinh xắn ở trung tâm Hà Nội. Cô bé thừa hưởng nhiều nét đẹp và tài diễn xuất từ mẹ. Coca từng tham gia một số bộ phim như Máy Bay Ký Sự, Hoa Nở Trái Mùa, Tình Yêu Ở Cuối Con Đường. 2. Lương Thu Trang. Lương Thu Trang sinh năm 1990, đã có 10 năm cống hiến cho nhà hát tuổi trẻ. Lão làng với sân khấu kịch là vậy nhưng cô vẫn chưa phải gương mặt thân quen với không ít khán giả màn ảnh nhỏ khi chỉ mới tham gia diễn xuất trong 3 bộ phim truyền hình là Những Cô Gái Trong Thành Phố, Những Nhân Viên Gương Mẫu, Mùa Xuân Ở Lại và mới nhất là vai Minh trong Hướng Dương Ngược Nắng. Sở hữu một đôi mắt buồn, nhưng đẹp mà đặc trưng, cuộc đời thật của diễn viên Thu Trang cũng không kém phần chuyên chuyên, mệt mỏi. Ở tuổi 24, bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng, ôm theo đứa con mới 5 tháng tuổi, cô lại không thể ngửa tay trước gia đình để xin tiền nuôi con, Thu Trang chỉ đành gọi điện nhờ mẹ xuống Hà Nội bế cháu về giúp, còn cô phải thuê nhà để sống, phải đi làm, phải khổ cực để chu cấp cho hai bà cháu. Trải qua lắm khổ đau, tủi hờn, nhiều khi cô cũng mong có người đàn ông bên cạnh dựa vào. Nhưng cô chia sẻ, mình vẫn sợ hôn nhân, vẫn mất niềm tin vào đàn ông, dù rằng cô cũng đã có những mối quan hệ tình cảm trong thời gian qua.
Thông tin về hai nữ diễn viên xinh đẹp làm mẹ đơn thân Thùy Dương và Lương Thu Trang xin được khép lại tại đây. Chúc hai bạn có thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được bờ vai hạnh phúc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.